ok. Đứng một chỗ một khu này thôi, mình đứng một khu này thôi, mình được đôi khi một khu này thôi các bạn. Tại vì mình không có được đi tới đi lui, tại vì ở đây nhà thờ mình có cấm và không cho mình đi tới đi lui, tại vì là làm phiền những người khác. Đó, mình thấy các bạn thấy không, người ta đi xe mà đông rất là đông, mình rất